Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về set AK47 Bombis gồm RSH12 Bombis và xẻng Bombis. Xẻng này thì nó có thể đổi nhiều vũ khí khác nhau. Nhưng khi mà các bạn đổi sang cái cận chiến khác, cái vũ khí khác thì nó sẽ reset về ban đầu, tức là về cái xẻng nguyên ban đầu. Và như thế thì anh em lại đổi sang cái khác nữa. Không biết là trên PC nó sẽ thế nào, nhưng dưới CS Mobile như thế này thì nó rất là khó. Mà khi mà chúng ta muốn cầm gà đi cận chiến thì nó rất là khó. Tại vì mỗi lần đổi sang thì phải nhấp và đổi sang gà nó mới chịu. Rồi, anh em phải nhấp cơ. Còn mà bình thường muốn sờ soạn em nó thì không được. Rồi muốn thịt em nó thì phải sờ soạn nó trước đã. Khi mà chúng ta lại muốn thịt. Rồi, đúng rồi, đấy, đuổi theo đi. Hổ báo cho lắm vào. Rồi tao lại sợ mày quá cơ. Đấy, hổ báo cho lắm vào. Này thì hổ báo này, đấy, càng nguy hiểm bao nhiêu thì lúc mà chết xuống thì mình càng vui đến bấy nhiêu thôi. Rồi. Ô, sao lại còn mình tôi? Đùa nhau à? Chơi như thế này thì tôi bị hình sấp mặt lờ à? Rồi bây giờ sẽ là tình huống 1v14. Chẳng là vi diệu. Hãy xem NST xử lý như thế nào đây. Rồi, xử lý như thế nào thì cũng phải đi tìm cái chỗ nào nó thủ nó trâu bò một tí. Chứ không thể đi vác cái mặt như thế này vào mồm giúp mai được. Không thể như thế được. Đây, tao đây. Nhào vô. Đó, phải quan sát kỹ nha mày. Tao sợ chúng mày quá đấy. Lại đây. Đúng rồi. Ơ cái định mới, thằng tơ. Sao mày khôn thế? Nãy giờ không cận chiến được nó. Biến luôn. Ôi dồi, móc sau lưng này. Tao phải ăn thằng này. Ăn thằng này trước đã tính sau. Rồi, từ từ xem nào. Thằng dung đon này mặt non trẻ mà nó ghê quá. Dạo này mạng nó hơi cùi bắp nên thực sự khi mà anh em chơi game thì nó sẽ bất lợi rất là nhiều. Ảnh hưởng đến việc ping cao này. Nếu mà các bạn chơi thấy ping cao thì các bạn thấy tắt mạng và bật lại thì ping nó sẽ xuống tầm 5x thì tuyệt vời. Đấy, mình chơi thì mình gặp rất là nhiều. Khi vào đầu trận nó luôn luôn là ping trên 120, trên 100 đi. Rồi nó rất là thảm lộ. Khi mà ping đạt tầm 100 nó xanh, nhưng không phải đấy là không phải là mức ping tốt. Mức ping tốt tầm rơi vào 3x với lại 2x thôi. Nhưng bên này thì chúng ta chơi qua thì tầm 5x là tuyệt vời. Úi dồi ôi, móc lốp này. Đừng đùa. Bố mày cầm AK đấy. Úi dồi ôi, ghê quá. Ôi, cứ tưởng thằng kia nó lao vào. Thế mèo nào nó lại thụt lùi. Mày đùa ấy bố của con ạ. Gì nữa? Thằng tiếp theo. Cút ra. Mày chết này. Rồi thôi. Đi luôn rồi. Một pha nguy hiểm đến từ NT. Không phải nằm xuống rồi. Rồi không sao. Chúng ta làm cương thi thì bọn tiến binh nó sẽ không sống sót được đâu. Chắc chắn. Tôi thề, tôi hứa và tôi sẽ đảm bảo là bọn này chết rụng mồm luôn. Bây giờ rụng mồm luôn, không bao giờ rụng răng nữa. Mày đi luôn này. Tuy nhiên, nãy nó xuống mình không thấy nó lúc phương nào, bây giờ nó lòi cái mặt ra. Rồi, gì đây? UHP, nguy hiểm quá bạn ơi. Đuôn linh này, rớt xuống thì coi như là chết luôn rồi. Rớt làm cái gì? Sóng đá thẩm du thì sóng cũng phải nằm trên đấy mà chết cũng phải nằm trên đấy. Chứ đừng có xuống. Xuống là vỡ mồm. Mày nhây này. Ai thằng này? Úi ôi. Đấy, rớt xuống đi. Đấy, đúng rồi. Phải chết là phải chết trên này cơ. Đấy, phận làm thẩm du phải chết là chết một chỗ thôi. Đã mục rễ rồi thì còn chạy đi đâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến mời thanh niên cuối cùng. Chắc là không kịp rồi, mình hồi máu lâu quá. Dạo này bị ốm mà chưa có khỏi nên thực sự cái giọng nói của mình nó rất là khốn nạn. Này, mày nhây, cứ xuống kìa, nghe vãi cả nồi. Thanh niên mình cứ tưởng núp trên đấy cơ, không ngờ vẫn lao xuống. Cạn lời.
Rồi mình không làm thứ ba, hiền thế à rồi. Xong đi á, rồi một bé này. Rồi cùng hàng thất thủ, tuyên bố là nát rồi. Này thì tơ. Rồi nhấp nháy thì lại thèm cận chiến thôi. Đúng rồi, còn cố gắng làm cái gì nữa, ngồi đấy thì chỉ có nước chết thôi. Từ từ thế nào, bố mẹ sợ chúng mày quá cơ. Đâu rồi, lấp ló làm gì, sao kia. Đúng rồi, vai hồi sinh hết cả hồn. Từ từ nào, chậm lại. Đúng rồi, nhây này nguy hiểm cho lắm vào. Úi trời, thằng này sống nhây ấy nhỉ. Rồi sau lưng. Úi trời, nhấp nháy mà mình cứ tưởng nó mới hồi sinh cơ. Cạn lời. Nhấp nháy rất là nhiều nhưng không cận chiến được thằng nào. Quá đen đơn NFT rồi. Rồi mình sẽ tìm cái chỗ nào. Anh em những cái pha nhấp nháy nên mình không nên bắn luôn. Rất là tiếc. Đôi ly khi lại đều mạng cận chiến được. Còn bây giờ hero rồi thì tốt nhất là bắn luôn. Chứ không bắn thì nó hơi phí anh em ạ. Đây. Bố mày sợ mày quá đấy. Rồi cận chiến hơi bị chậm. Rồi thôi xong còn một con thứ bay. Rồi nó cân phòng thế này. Ôi nát. Thì như thằng tơ vì mình cận chiến rồi, bên bọn này nó không còn được mạnh. Nếu mà chưa cận chiến thì tuyệt vời. Hero thì không còn cái chuyện gì mà có thể qua được đâu. Rồi đứng mong chờ mình không làm zombie thôi. Chứ bây giờ không biết làm gì hơn. Bây giờ mà làm zombie một cái em đập điện thoại luôn. Úi dồi, hên thế. Rồi tên thu hàng chính thức thẩm du thành công. Và đợt này sẽ là bán hình dưỡng bay. Gì đây? Nhìn mình làm cái gì? Thùng hàng kia. Đúng rồi, lách. Kinh quá. Nhìn thằng tơ đi mà mình cũng hết hồn. Đúng rồi, chế độ này sao dưỡng bay máu trâu nhỉ. Bắn hoài không hết máu á. Đâu rồi? Úi trời ơi, im một lũ. Ơ chạy đâu nhanh nhé. Úi trời ơi, từ từ á. Phải tìm những cái chỗ mà đứng cho nó chính xác một tí. Lát thấy zombie chỉ việc cận chiến thôi. Liếc cái gì? Mày liếc cái gì? Trời ơi, liếc nữa. Ghê quá. Đâu rồi? Rồi, thanh niên liếc xong mà đi luôn rồi. À, nhấp nháy này. Thơm. Trời ơi. Mấy con hàng thơm nó nhét vào mồm. Đây. Úi ôi, sao lại bắn? Trời ơi, mình ấn nhầm nút bắn rồi. Ấn nút cận chiến và ấn nhầm nút bắn. Khô lời. Đây, hàng đây. Úi ôi, vãi nồi, ấn nhầm nút ạ. Trời ơi, đen thế. Rồi, đi luôn rồi. Một pha toàn bị ấn nhầm nút. Mình hay bị ấn nhầm nút cận chiến với lại nút bắn. Rồi, cứ lao vào ấn nút bắn thì thôi chứ đứng sao mà bắn cho nó khỏe chứ. Ôi, trời ơi. Sao lại cái hàng của tôi. Bây giờ sẽ đến lượt những thằng thẩm du. Rồi bọn này kinh quá rồi. Không được rồi. Toàn gắt linh. Chơi phòng 16 người mà chơi toàn thẩm du thế này thì bố lúc nào sống nổi. Đi luôn này. Một bé. Rồi. Tuy nhiên mới bị cà xong chết luôn ạ. Cái chết cận kề chưa được 1S. Chưa được 1 nốt nhạc. Làm gì mà căng. Từ xem nào. Trời ơi các bạn bắn vừa phải cho người ta sống mới á. Thế mèo nào. Thôi chúng ta sẽ đợi sang đợt sau rồi. Chứ bọn này thẩm du kinh quá. Y một lũ toàn gắt linh thôi. Không chơi được. Vì như lúc đầu mình bán hình cho nó nhiều quá. Bây giờ nó trả thù bằng cách là lên thẩm du. Rất là khốn nạn. Rất là khốn nạn đến từ những thanh niên khựa.
Rồi trận này lại làm cương thi. Có chết không chứ lị? Trời ơi đông quá. Ước gì y tá có ở đây và chưa fix. Tuyệt vời. Y tá mà chưa fix thì đúng là mắc bán áp. Bọn này nó lên nó lùa 30 giây là xong. À một nốt nhạc thôi, không đến 30 giây đâu. Á à, đủ. Bố láo quá. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Trời ơi, đường nào, đường nào cho nó thoát bây giờ. Rồi chúng ta sẽ đến phần hero. Mình sẽ cố kill nốt hero và kết thúc clip tại đây thôi. Rồi clip này hơi mình đói hơi bị ít tí. Rồi tại cái giọng của mình với lại mình cảm giác là nó nói không được cứ tự nhiên. Rất là khó. Bắn cái gì đấy? Rồi vẫn top 1 như xưa. Đi làm giùm bài 2 trận. Úi ôi, chết rồi. Nhảy mít, nhảy mít. Lên em ơi. Lên giết nó. Kết thúc nào. Ơ xuống này. Úi ôi, hết đường. Hết đường. Rồi ơi, mình không ăn được. Ờ, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Các bạn xem này thấy hay, hãy like, subscribe kênh của mình. Bye bye các bạn.